Hoàng Anh xin giới thiệu tới quý vị một căn nhà 65m² mà với cái diện tích xây dựng siêu rộng, có sân riêng, hai mặt thoáng, thoáng trước, thoáng sau. Với cái căn nhà này thực tế luôn nó phải bốn mặt thoáng ấy mọi người ạ. Và bốn mặt thoáng như nào thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ cho quý vị ở trong video từng phần nhá. Với cái căn nhà này vị trí thì thuộc Đại Thành Quốc Oai, dự án 5 căn còn duy nhất một căn. Nếu như để mà nói thì cái trailer nhà này Ngọc Anh đã quay hai lần và gửi cho quý vị rồi. Nhưng thực tế thì đến ngày hôm nay trong video này, nhà này nó mới hoàn thiện xong hết mọi người ạ. Và có thể quay chỉnh chu cho quý vị từ đầu đến cuối, từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà. Xem ngôi nhà này với diện tích 65m thiết kế ra sao. Mời mọi người theo em ra phía bên ngoài của ngôi nhà. Sân siêu rộng là đây. Đây là phần sân nha quý vị. Với cái hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích là 65m và cái mặt tiền của ngôi nhà 4m2. Xây dựng thực tế của cái căn nhà này, nếu như dây xây dựng nhà thì nó sẽ rơi khoảng tầm 45m nha quý vị. Đây là đường ngõ thực tế trước nhà. Ngõ trước nhà ở đây thì nếu như để mà nói thì cái xe Kia Morning nhỏ có thể lùi vào tận cửa. Còn nếu như mà là xe ô tô to hơn thì nó cách nhà khoảng tầm 50m. Căn nhà này rất là thoáng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế 1, 2, 3, 4, 5 căn nhà. Thì đã bán 4 căn, có 3 căn về ở rồi, còn duy nhất một căn nhà này nữa thôi. Mời mọi người theo em cụ thể vào căn nhà. Đây là phần sân riêng mọi người ạ. Sân riêng, có cổng riêng cho từng nhà. Và sân này là sân để xe nha mọi người. Nói chung với cái sân này nếu như quý vị về mà có thích lắp đèn đó mà buổi tối thì nó siêu đẹp luôn đấy mọi người ạ. Rất là rộng đây. Có cả vòi nước này. Vòi nước chờ, sân để xe riêng. Sau này về mà mọi người có lắp thêm một cái mái ở đây thì xe cộ không cần dắt vào nhà, rất chi là thoáng. Căn nhà này nó là bốn mặt thoáng bởi vì sao? Ở bên này nó còn một cái ngõ nha mọi người. Bên hông này nó còn một cái ngõ. Đấy. Ở đây còn một cái ngõ 2m này. Cho nên là ở đằng nhà mình ở đây là sẽ còn một cái mặt thoáng nữa, mặt thoáng vĩnh viễn chứ không phải là sau này nhà khác xây thì nó lấn lên đâu. Mà mặt trước thì quý vị có thể nhìn thực tế đây, vô cùng là thoáng. Mời người theo em vào cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Siêu rộng. Với cái căn nhà này nếu như để mà nói về cái tầm phân khúc giá và cái diện tích thì căn nhà này đang là rẻ nhất khu vực với giá chào bán 1 tỷ 900 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì quý vị có thể vay tối đa tầm được 800 triệu tiền ngân hàng nha mọi người. Phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước tiền mặt cho Ngọc Ánh để có thể sở hữu cho mình căn nhà 65m², 1 tỷ 900 triệu đồng này. Sổ đỏ có thể sang tên ngay lập tức nha quý vị, sang tên ngay luôn. Đó. Và hiện tại sổ này đang không cắm ngân hàng mọi người ạ. Đây là cái phần tầng 1 của ngôi nhà với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Gần như là phần hoàn thiện đã xong hết rồi. Theo như hiện trạng thì căn nhà này có thể dọn đồ về ở ngay. Còn một chút ít về cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể yên tâm rồi. Với cái phần cửa chính thì thiết kế ở đây. Ở đây mọi người ạ, phần cửa chính. Ngoài cái phần cổng kia rồi thì ở đây chỉ thiết kế một lớp cửa nữa thôi. Cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và đây là cái phần cửa ở đây nè. Một cái cửa sổ ở phần ngách này nữa, rất là thoáng. Cửa sổ nào cũng thiết kế hai lớp cho quý vị. Ở bên ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Phần phòng khách siêu rộng luôn. Nói chung là với cái căn nhà này quý vị nhìn ở trên video nó không thể đẹp bằng ở ngoài luôn ấy mọi người ạ. Đấy, và mời theo em vào cái không gian phòng bếp của ngôi nhà. Đây, có cửa ngách mở ra phía bên hông này, bên cái mặt ngõ 2m. Đấy, ở trong này có một lô đất rất là rộng. Và theo như dự kiến của chủ đầu tư, tiếp theo là có 4 ô ở trong này tương lai là sẽ xây dựng lên. Tiếp theo một cái phần thoáng nữa. Đây quý vị ạ, tại vì sao đến đây là 3 mặt thoáng rồi nhá. Thoáng trước này, thoáng sau này, thoáng bên cạnh. Và một lát nữa mình sẽ chia sẻ cho quý vị thoáng ở trên tầng 3 nữa. Đó là 4 mặt thoáng. Chỉ còn duy nhất một căn để cho mình lựa chọn thôi. Không gian phòng bếp đây, rộng cực kỳ là rộng. Với căn nhà này quý vị mà có khách thì ngoài sẽ đếm sơ sơ cho mọi người là với cái căn nhà này thì quý vị có thể xếp được 5 mâm cỗ thoải mái nhá. Phần phòng khách hoàn thiện xong hết rồi. Phòng bếp cũng thế. Đây, với cái hệ thống tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh mối mọt, rất là bền, độ bền của nó cũng phải đập được 8 đến 10 năm. Còn nếu như quý vị nào về mà thích cầu kỳ hơn thì có thể thay đổi tủ bếp, thay đổi mọi thứ trong cái nhà này theo ý mình. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite và phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ.
Đấy, tất cả mọi cái đều rất là chỉnh chu, chủ nhà thiết kế cực kỳ cẩn thận. Bởi vậy cho nên mà có những cái dãy nhà 5 căn này thì cũng có những cái căn ở phía mặt ngoài ấy mọi người ạ, mà cũng khách mua từ cái phần xây đang thô 3 tầng tầng 2 ấy, là người ta đã mua mà người ta đã đến rất là thường xuyên để giám sát thi công cũng như là xem cái phần hoàn thiện thiết kế hàng ngày mọi người nhá. Đây là cái phần thoáng ở mặt đằng sau này, cực kỳ là thoáng, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà về cái phần này thì nó rất là hút gió vào trong cái không gian phòng bếp này. Đấy, cửa đây, tất cả đều thiết kế là cửa nhôm hệ mọi người ơi, rất là chắc chắn. Không gian phòng bếp đấy, siêu siêu rộng, gạch lát nền kích thước là vân đá gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, quá là thoáng. Ngoài phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này này, mọi người có thể nhìn thấy đây, rất là rộng, đáp ứng cho mình bồn cầu cũng như là máy bơm, vòi xịt. Đây, cửa này. Từ vị trí căn nhà này gần gì ạ? Gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica. Từ căn nhà này nó cách với trường đại học Phenica Hà Đông, nó chỉ rơi phạm vi bán kính khoảng tầm 3,5 km. Cách ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông khoảng tầm 4,5 km. Và giao thông đi lại cũng khá là thuận tiện, gần với bến xe Yên Nghĩa. Nó cách với bến xe Yên Nghĩa, nó cũng chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 4 km thôi mọi người ạ. Đi lại rất là thuận tiện. Vị trí thuộc Đại Thành Quốc Oai. Đại Thành Quốc Oai, thực ra để mà nói Quốc Oai thì nó rất là rộng. Tuy nhiên cái vị trí Đại Thành này thì nó giáp với địa phận của Hoài Đức, giáp với lại Yên Nghĩa nha mọi người. Nó ở cuối đường Tứ Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên. Trước khi lên trên tầng thì hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite, rất là chỉnh chu với một cái căn nhà giá rẻ như thế này mà thiết kế như một căn nhà với cái tầm giá phân khúc tầm 2 tỷ rưỡi 3 tỷ trở lên mọi người ạ. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, cầu thang ở giữa, hai phòng ngủ thoáng trước sau. Mời theo em vào phần phòng ngủ đầu tiên. Trên phía tầng 2, phòng ngủ rất là rộng, với căn nhà này không có lỗi bất kỳ một cái phong thủy nào, vuông vắn, sổ không thấp hậu, sổ rất là vuông nha mọi người. Đấy, phòng nào cũng đầy đủ cho mình cửa sổ, hệ thống trần thạch cao, ống chờ dây chờ và áp chờ điều hòa lắp đặt đầy đủ hết rồi. Và phòng ngủ ở bên ngoài, đây là phía phòng ngủ ở phía bên ngoài nha quý vị. Với cái vị trí xung quanh này thì nó rất là thoáng, còn rất là nhiều cây xanh, ở vừa yên tĩnh cũng như là quý vị đi làm về sau một ngày mệt mỏi thì cái căn nhà này thực sự để mà nói nó nằm trong một khu dân yên tĩnh, cây xanh rất là nhiều. Phòng ngủ thì hai phòng ngủ thoáng trước sau nó đều rất là rộng mọi người ạ. Đấy, rất là rộng, rất là vuông, xếp đồ rất là dễ dàng. Đó, nói chung với cái căn nhà này ấy, nó sẽ phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở Hà Đông này, đang đi làm ở địa phận đầu Hoài Đức này, hoặc là quý vị nào đang đi làm ở một cái địa phận ở Chương Mỹ này, thì căn nhà này nó đáp ứng cho quý vị như thế. Còn nếu như quý vị nào mà xem cung đường nó xa quá thì quý vị có thể cân nhắc. Bởi vì sao? Ngọc Ánh đã quay và review cho quý vị hết đường hướng giá vị trí rồi. Quý vị có thể Google Map trước cái vị trí mà mình đang mong muốn đến cái vị trí nhà này, xem cái khoảng cách đi lại nó có phù hợp với quý vị hay không. Bởi vì giá rẻ, diện tích rộng chưa chắc đã phù hợp với nhu cầu riêng của gia đình mình, đúng không ạ? Đó, đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây, với tầng 2 đáp ứng những gì ạ? Bồn cầu, bình nóng lạnh. Ở đây cửa sổ thoáng, lavabo và phòng vệ sinh siêu rộng. Đây, hệ thống sen em mọi người ạ. Phòng vệ sinh rất là rộng luôn, cửa nhà vệ sinh đây, rất là chắc chắn, thiết kế rất là cẩn thận. Quý vị nào đến xem mà còn thích hơn ở trên video luôn. Và phần còn lại tầng 3 cuối cùng, mọi người đừng rời mắt khỏi video nhá. Tầng 3 của ngôi nhà đổ hết cả trần và thiết kế như sau nha mọi người. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rộng, một phòng thờ, một phòng vệ sinh và một sân phơi. Mời mọi người theo em ra phòng ngủ tiếp theo. Tầng ngủ, cái phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà này. Đây, wow, đây mọi người có thể nhìn thực tế, phòng ngủ này rất là rộng, 3 phòng ngủ riêng biệt với cái diện tích 65m2, thiết kế tối ưu công năng sử dụng cũng như là cái diện tích sử dụng phù hợp, hài hòa, hợp lý. Giá chào bán 1 tỷ 900 triệu đồng, rất là phù hợp cho một cái căn nhà này mọi người ạ. Bởi vì với cái diện tích rộng như thế này mà giá rẻ thì ở đây chỉ còn duy nhất một căn thôi. Phòng vệ sinh đây, tầng 2, tầng 3, phòng vệ sinh
đều đáp ứng cho quý vị nắp luôn bình nóng lạnh cho mình rồi. Đấy, bồn cầu, lavabo đầy đủ hết, siêu là rộng luôn mọi người ạ. Thiết bị vệ sinh đáp ứng cái công năng sử dụng theo từng tầng cho mình. Đây, hệ thống tay vịn cầu thang như Ngoánh vừa chia sẻ, từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần không gian phòng thờ. Này, phòng thờ rất là rộng. Các nhà thiết kế rất là chỉn chu, trải qua một cái giai đoạn nắng mưa rồi nhưng mà nó không hề bị thấm như mọi người. Đó. Và tiếp theo, đây là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi, phần còn lại cuối cùng của ngôi nhà, như quý vị có thể nhìn xung quanh. Xung quanh dân cư cũng rất là đông đúc nha mọi người. Tuy nhiên thì ở bên này cái quỹ đất nó còn khá là rộng, nó còn khá là nhiều. Bởi vậy cho nên chủ đầu tư người ta mua được những cái lô đất lớn, người ta phân lô tách thửa, người ta chia ra, người ta xây dựng, diện tích nó được lớn. Còn quan trọng nhất nó là phù hợp với từng quý vị. Thì quý vị nào muốn biết thêm, tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0903013403 hoặc 0888 041444 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau.